Rồi đây ngoài bên là đang ăn một dĩa đồ đồ này đồ chiên. Đang ăn đồ đồ nướng hả? Đồ nướng, mấy thịt gà nướng, tôm nướng. Kia mình có rau nướng nữa nè. Mực nướng nè. Rồi mấy cái miếng thịt heo nướng đó, cũng như là xí mại nướng. Kính thưa các đồ nướng. Kính thưa các đồ nướng luôn đó. Xí mại nướng luôn. Nhớ chấm nước sốt sang nha con. Ở đây nồi này nó đang sôi sùng sục. Để nó sôi thêm là bỏ đồ vô tiếp và ăn tiếp ha, bla ha.